Xin chào các bạn. Như các bạn đã biết, kênh YouTube MarvelCon của Tâm Béo được đặt tên theo hạng mô. Nhưng thật ra thì nó có ý nghĩa rộng hơn, đó là Marvelous Conquest. Chính vì sự hiểu lầm này mà hôm nay tôi, Bob, sẽ đưa các bạn bước vào một cuộc phiêu lưu hoàn toàn mới. Đó là nơi hai thế giới siêu anh hùng vĩ đại gặp nhau, trong đầu truyền đặc biệt gồm 4 số, mang tên New Avengers and Transformers. Các bạn đã sẵn sàng để chứng kiến Captain America, Iron Man, Spider-Man cùng các Avengers hợp sức với các Autobots chống lại Megatron và đội quân Decepticon tàn ác chưa? Không lôi thôi giới thiệu sâu xa nữa. Autobots, assemble! Tại vương quốc Latveria, Captain America đang dẫn đầu một đội Avengers bao gồm Captain, Spider-Man, Wolverine và Luke Cage được S.H.I.E.L.D. cứu đến để điều tra một khu vực nông thôn với mục đích tìm hiểu lý do tại sao Dr. Doom là nhà cầm quyền của vương quốc Latveria lại bất ngờ tấn công nước láng giềng Simcaria bằng những chiếc phi cơ kỳ lạ có thiết kế không rõ ràng. Tuy nhiên, khi tới địa điểm được chỉ định, thì đội của Cap đã phát hiện ra một mái vòm kim loại khổng lồ với cấu trúc không xác định, được bao quanh bên ngoài bởi xác của những con robot Doom đã bị phá hủy. Cap đang tính lập kế hoạch ở ngoài rồi mới tiến vào bên trong, thì Luke Cage và Wolverine đã tự ý tấn công vào mái vòm đó khiến nó bị thủng một lỗ. Và đương nhiên là hành động tự phát đó của hai người bọn họ đã khiến ông già Steve, gia trưởng của chúng ta, tỏ ra không hài lòng. Cả đội tiến vào bên trong với sự căng thẳng của Captain với Wolverine. Khi họ tiến tới một căn phòng được lấp đầy bởi những tấm gương kỳ thật số, thì đột nhiên đã có những kẻ nào đó đã tấn công họ bằng laser và chúng còn quét các đặc điểm thể chất độc đáo của họ thông qua những tia vô hình. Trong khi Captain, Wolverine và Luke Cage đang đánh trả để vô hiệu hóa căn phòng đầy nguy hiểm này, thì Spider-Man đã bất ngờ bị bắt cóc bởi một chiếc xe ô tô. Nhìn người nhện bị bắt đi trong sự bất lực, ba Avenger đã bị áp đảo bởi cuộc tấn công và họ đã cố gắng chạy thoát khỏi mái vòm kim loại. Nhưng khi thành công tiến ra bên ngoài, thì họ lại phát hiện mái vòm đã bị bao phủ bởi một trường năng lượng màu tím bí ẩn, làm Steve phải gọi hỗ trợ trong khi đổ lỗi cho hai người còn lại. Trong khi đó, tại một căn cứ tối tăm, đã có những chiếc bóng đen đang theo dõi và thảo luận về các Avenger cùng mái vòm kim loại. Thông qua những chiếc màn hình lớn, những bóng đen này đang thảo luận về việc bên trong mái vòm kim loại kia có chứa những chùm sóng kích động khiến con người trở nên nóng tính và dễ hành xử một cách thô lỗ với nhau. Và bóng đen lạ mặt có tiếng nói nhất đã kết luận rằng tất cả những sự việc vừa xảy ra với đội Avengers là do Megatron gây ra. Ở bên trong mái vòm không phải Dr. Doom tạo ra, thì Megatron đã lộ diện và chuẩn bị làm thí nghiệm mở xe người hàng xóm thân thiện vừa bị bắt về. Còn bên ngoài, thì Falcon và Miss Marvel đã có mặt. Luke Cage nóng lòng muốn vào cứu Spider-Man, nhưng Sam bảo anh lùi lại. Người sói sôi máu đòi đánh nhau với Falcon, nhưng anh đã bị Cap ném cho cái khiên vào mồm và bảo, trong 16 giờ nữa, nếu vấn đề ở đây không được giải quyết, thì quốc gia Simcaria sẽ bị xé ra trong vô vọng. Cấp vừa nói xong thì đã có một đoàn xe không người lái tiến tới chỗ của các Avenger và chiếc xe tải màu đỏ ra lệnh cho các chiếc xe khác rằng Autobots, transform! Chứng kiến những con robot khổng lồ biến hình và tự xưng là Autobot ra lệnh cho đời của mình rút lui để tự xử lý tình hình, Captain cũng không chịu kém cạnh khi anh hô lên Avengers, attack! Và lao vào tấn công các Autobots cùng với các đồng đội. Dưới ảnh hưởng của làn sóng kích động, các Avenger đã liên hoàn tấn công các Autobot, trong khi Ratchet khuyên họ hãy bình tĩnh. Miss Marvel đã lao vào bên trong xe của Ratchet để chế ngự anh ấy, nhưng Ratchet đã bắt túi khí của mình khiến cô bị mắc kẹt bên trong. Bumblebee sử dụng khả năng biến ra anh nhau ba chiều holographic, tạo ra Megan Fox để hạ gục Luke Cage, trong khi Wolverine bị Jazz tông cho mắc xác. Optimus tiếp tục bảo hộ rời đi, nhưng sau khi hồi phục, người sói đã mạnh mồm nói rằng nếu có ai đó phải rời đi, thì nó sẽ là đồng reset chúng mày đấy. Cuộc chiến này chỉ thật sự kết thúc khi mà Robert Downey Jr. tới và thể hiện sức mạnh của mình thông qua một cái chạm nhẹ vào đầu của Logan, khiến anh kêu lên trong đau đớn và gục xuống đất. Ratchet sử dụng một thiết bị ức chế ảnh hưởng sóng kích động để gạt lên Captain America làm anh bình tĩnh trở lại. Sự trợ giúp từ Dr. Doom bỗng nhiên đã trở nên cần thiết, vì ở đó, chỉ có Victor là có thể ngăn cản lại được sức mạnh của Miss Marvel đang chiến đấu trong sự cuồng nổ. Sau khi tất cả bình tĩnh, Autobot đã giải thích rằng họ đến trái đất để ngăn chặn Decepticon sử dụng thiết bị mái vòm khổng lồ để tàn phá hành tinh này.
Dr. Doom tiết lộ làn sóng kích động này là do một thiết bị thu nhiệm tên là Psycho Prism đã bị đánh cắp từ phòng thí nghiệm của ông ấy. Và Doom còn khẳng định thiết bị của ông ấy là an toàn với con người, nhưng nó sẽ gây ra phản ứng phụ như những gì các Avenger vừa trải qua. Cấp chỉ tin tưởng Doom cho đến khi Iron Man từ xa xác nhận rằng lời của Doom nói là hoàn toàn chính xác. Quay trở lại bên trong mái vòm, các Decepticon ngoài trừ Ramjet đã nhận được một sự tăng cường sức mạnh đáng kể. Megatron giải thích cho người Nhen bị bắt giữ rằng sự nâng cấp này là nhờ dữ liệu thu thập từ sinh học siêu nhân của Spider-Man, và quá trình này được gọi là chế độ phản ứng gương Mirror Response Mode. Các Autobot và Avenger cố gắng phá vỡ lớp khiên năng lượng bao quanh mái vòm, trong khi Dr. Doom rời đi để tới Simcaria nhằm giải thích rằng quân đội của ông không phải là kẻ đứng sau các vụ đánh bom nước này. Decepticons bất ngờ phi ra bên ngoài mái vòm và tấn công Avengers và Autobots. Với sức mạnh mới, bọn họ đã nhanh chóng áp đảo được các siêu anh hùng. Nhưng đó là cho đến khi một giọng nói đầy mỉa mai phát lên rằng con người và máy móc, điều gì sẽ xảy ra khi họ gặp nhau? Một chuyên gia đã tới để giải quyết vấn đề này rồi. Ông bạn có thấy ai như vậy ở đây không? Tony đã xuất hiện trong bộ giáp khổng lồ Transformer, Buster Armor và sẵn sàng tham chiến. Autobot và Avengers tiến vào cuộc chiến với Decepticon, những kẻ đang ở chế độ phản ứng gương nhờ sử dụng sinh học của Spider-Man. Iron Man trong bộ giáp với kích thước của các Transformer đã giúp các siêu anh hùng cân bằng lại thế trận hiện tại. Nhưng đáng tiếc là bộ giáp khổng lồ này tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Ratchet tới kiểm tra tình hình của Optimus. Ông ấy nói mình ổn và nhận ra rằng lực lượng liên minh giữa Autobot và Avenger đang thiếu đi một sự liên kết. Và sự liên kết đó đến từ việc ông ấy không nhìn thấy leader của Avengers đâu. Lúc đó, Captain đang dành thời gian để lấy một chiếc Quinjet và sử dụng nó chống lại các Decepticon trên không mà không biết rằng Optimus đang tìm mình. Ratchet đối mặt với lớp khiên bảo vệ và phát hiện ra nó có một điểm yếu. Luke Cage kiên quyết muốn đi cùng Ratchet để cứu người hàng xóm thân thiện. Wolverine đòi đi theo, nhưng Luke Cage bảo rằng người sói cần ở lại để có thời gian câu giờ cho bọn họ vào trong. Khi cả hai lao vào bên trong, thì Prowl cũng đã theo sát họ. Nhưng anh ấy lại không đồng tình với việc để Luke tham gia vào cuộc giải cứu. Luke phớt lờ lời chỉ trích, còn Ratchet thì cứ Prowl đi tìm cỗ máy Psycho Prism. Nhưng khi họ phá cửa tiền vào căn phòng nơi Spider-Man bị giam giữ, thì Megatron đã xuất hiện và nhanh chóng hạ gục được cả hai. Còn ở chỗ của Prowl, thì anh ấy đã tìm được Joker cỗ máy Psycho Prism và bị ngăn cản bởi Ramjet. Ngạc nhiên là Ramjet lại âm thầm đứng sang một bên để cho Prowl lấy cỗ máy đó đi. Nhưng trước khi Prowl kịp làm điều đó, thì anh ấy đã bị đánh ngã bởi một đồng minh mới của Decepticons. Kẻ đó không ai khác, chính là Dr. Von Doom. Nhận thấy Lucifer cứ bay lượn tấn công, chóng hết cả mặt, thì Optimus Prime đã truyền năng lượng của mình vào bó giáp của Tony, giúp anh ấy tiêu diệt được hết. Nhưng Seeker đang bay lượn trên đầu bọn họ. Khi cả nhóm chưa kịp ăn mừng chiến thắng, thì Megatron đã xuất hiện dưới dạng hình chiếu hologram và thông báo về thất bại của các Autobots bên trong về việc lấy lại cỗ máy Psycho Prism và cả việc giải cứu cho Spider-Man. Hắn còn tiết lộ rằng Decepticons đã liên minh với Dr. Doom là kẻ đã đồng ý cai trị trái đất sau khi Decepticons hoàn tất cuộc xâm lược hành tinh xanh. Các Autobot và Avenger thẳng thừng từ chối lời kêu gọi đầu hàng của Megatron khiến hắn tức giận. Megatron lập tức đánh gục Doom và bước ra ngoài để đối đầu trực tiếp với những siêu anh hùng. Trên tay của hắn là Luke Cage đang bất tỉnh. Với một cú bùng nổ sức mạnh của người Nhện, thì anh ấy đã thoát khỏi sự giam cầm từ các Decepticon. Astrotrain đang lao tới để giữ chân người Nhện lại, thì hắn ta đã bị Dr. Doom vô hiệu hóa. Người Nhện cảm ơn Doom vì đã cứu mình và hỏi, ông có nhầm bạn không mà bạn chuẩn thế? Doom chỉ đáp rằng, tao luôn quan sát tất cả lũ côn trùng. Rồi đi, mọi việc xảy ra ngày hôm nay vẫn sẽ như cũ. Ratchet và Prowl nhanh chóng giải thích tình hình cho người Nhện và nói với anh những gì cần phải làm. Trong lúc đó, Iron Man trong bộ giáp khổng lồ đã được tăng cường sức mạnh nhờ năng lượng từ các Autobot đang đối đầu với Megatron. Để chống lại sự tiêu hao năng lượng này, thì Tony đã kích hoạt các pin năng lượng bổ sung để tăng cường sức mạnh. Nhưng nguồn năng lượng này là quá lớn, khiến bộ giáp của Tony đã bị quá tải. Với một cú zzzat, thì Megatron đã thành công hạ gục bộ giáp khổng lồ bằng cách tách rời đầu khỏi thân của nó. Nhưng khi bộ giáp của Iron Man đổ xuống, thì Megatron đã tá hoa nhận ra rằng đã có một số Autobot đã bí mật lèn vào bên trong mái vòm. Sau khi Wolverine, Bumblebee và Jazz lèn vào bên trong, thì Wolverine đã tưởng rằng các Autobot đang thực hiện ý đồ xấu với Spider-Man.
và anh ấy đã lao tới để tấn công bọn họ. Nhưng Spider-Man đã kịp thời banter và ngăn cản anh ấy làm điều đó. Spider-Man giải thích rằng mình đang giúp các Autobots sử dụng công nghệ của Megatron để nhận sức mạnh từ Spider-Man như các Decepticons đã làm với chính bọn chúng. Wolverine nảy ra ý tưởng rằng siêu sức mạnh của mình cũng có thể được sao chép để tăng cường sức mạnh cho những Transformers thiện lành. Khi các Autobots nhận được nguồn sức mạnh mới, Doom nói với bọn họ rằng cỗ máy Psycho Prism đã bị Megatron giấu đi rồi và Doom có thể dẫn bạn đến chỗ mà hắn giấu nó. Nói xong, Doom cùng Wolverine đi tới chỗ Megatron cắt cỗ máy, còn các Autobots thì di chuyển ra bên ngoài, nơi mà họ đã trở lại để hạ gục Megatron. Khi là nhóm của Doom tìm thấy cỗ máy Psycho Prism, tên Decepticon hèn nhát Ramjet, sau khi chứng kiến được sức mạnh của Dr. Doom, thì hắn đã quyết định rút lui thay vì ở lại tiếp tục chiến đấu với họ. Wolverine bùng bỏ vuốt Adamantium của mình, rồi lao vào phá hủy cỗ máy khiến Dr. Doom tiếc nuối, trong khi mái vòm rung chuyển và chuẩn bị sụp đổ. Thất bại hoàn toàn, Megatron ra lệnh cho quân đội của mình rút lui. Trước khi hắn có thể thoát, thì Spider-Man, các Avengers còn lại, cùng các Autobot đã quyết định làm nhục Megatron thêm chút nữa bằng việc để Spider-Man trói hắn lại cho tất cả lao vào đánh hội đồng. Ác vãi lìn. Sau cuộc chiến, trong khi các Avengers đang thảo luận thì các Autobot đã lặng lẽ rời khỏi đó. Khi rời khỏi nơi xảy ra cuộc xung đột, thì cả Avengers và Autobot đều đang nghi ngờ rằng danh tính của chiếc Quinjet mà Captain đã đánh cắp để lao vào cuộc chiến. Wheeljack khẳng định rằng thiết kế đó không thể nào là con người tạo ra được. Phải chăng đó là một Cybertronian đang cải trang? Và có khi nào nó lại chính là Ramjet? Thật điên rồ. Hãy nhấn like và subscribe, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ diễn biến nào trong hành trình tiếp theo của các tập truyện mới của Transformers nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới với những câu chuyện đầy bất ngờ và kịch tính hơn nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại.